Quý vị và các bạn thân mến, từ xưa đến nay, nghệ thuật pha trà, mời trà và thưởng trà vẫn luôn là một nét tinh hoa của ẩm thực Việt. Trà Việt được phân thành 3 loại chính: trà tươi, trà ướp hương, phổ biến nhất là trà sen, trà lài và trà mạn, là loại trà nguyên thủy không tẩm ướp gì cả. Mỗi loại trà đều có những cách thức pha và thưởng thức riêng. Thưởng thức trà là một nét đẹp trong văn hóa Việt, mang đến cảm giác thư thái, sự tĩnh lặng và an bình trong tâm hồn mỗi người. Nghệ thuật thưởng thức trà của người Việt bao gồm các thao tác cơ bản: pha trà, mời trà và thưởng trà. Và Việt Nam chúng ta thì rõ ràng là có rất nhiều các loại trà, đúng không ạ? Ngày hôm nay thì không biết là cô Hồ Đắc Thiếu Anh sẽ giới thiệu cho Huyền và quý vị khán giả loại trà gì cô ha? Hôm nay thì cô Thiếu Anh giới thiệu với Khánh Huyền và các thính giả một món trà rất bổ dưỡng cho sức khỏe. Dạ. Đó là trà cung đình. Trà cung đình. Trà cung đình. Dạ. Khánh Huyền biết không? Trước đây đó thì là trà cung đình thường chỉ dùng cho các nghi thức quy lễ trong cung đình thôi. Nhưng bây giờ thì món trà này đã được đưa ra bên ngoài và mọi người rất là ủng hộ, bởi vì đó là trà dược. Nó được làm từ những cái loại hoa, rồi những cái loại hạt có tác dụng bổ dưỡng, rồi có tác dụng làm cho em dịu, an dịu thần kinh. Khánh Huyền thấy hả? Trước hết là có táo đỏ này, rồi có hoa cúc, hoa hòe, có thảo kỷ, có kỷ tử, rồi có hoa ngâu, rồi có tim sen. Và thêm một vài loại là có tác dụng an thần bổ khí và mát mẻ cho cơ thể. Cho trà vào đây với một tách như thế này. Thế này là mình pha trực tiếp ở trong chén để thưởng thức luôn. Mình pha thưởng thức luôn. Thì sau khi cô nước sôi rồi, cô tắt lửa, thì mình cho nước vào đây để chi cho là giảm bớt lại cái độ sôi. Rồi bây giờ mình sẽ cho trà, nước vào trà. Và rồi mình sẽ rửa trà. Mình rửa trà. Rửa cho sạch cái lớp bụi bên ngoài. Mình rửa bụi. Rồi. Rồi sau đó. Rồi bây giờ mới là mình dùng này, mình thưởng trà này. Như thế là mình cứ có một tách trà mình để khoảng 5 phút. Theo cô thì ngày xưa cho đến nay thì cái trà này nó có thay đổi gì không cô? Hay là cái vị nó vẫn như vậy? Ngày xưa rất là cầu kỳ. Các cung nữ buổi chiều tối sen vừa hơi mở. Hẻ búp. Cho sen, cho trà vào cột lại để ngày mai ra lấy trà đỏ về để mà dân ngự thiền. Còn bây giờ trà cung đình của mình là chỉ hải hoa, dùng hạt, rồi phơi khô, sao khử thổ. Cái chuyện sao khử thổ là đặc biệt, bởi vì đó là một sự hòa hợp âm dương. Rồi bây giờ Khánh Huyền pha một tách trà nhé. Thơm không cô? Rất thơm và ngọt nữa. Nếu như mà Khánh Huyền thích ngọt chút xíu thì có thể thêm chút đường phèn nhé. Thế còn cái muỗng mình để làm gì cô ha? Cái muỗng này mình sẽ như thế này. Khánh Huyền thấy trong này là có những trái táo. Nếu Khánh Huyền thích thì mình sẽ ăn trái táo này. Ngọt và thơm. Cái không khí Huyền đã cảm nhận được của đêm trung thu rồi đó cô. Con rất là cảm ơn cô. Và cũng xin chúc cô cũng như là quý vị khán giả sẽ có một không khí gia đình thực sự ấm cúng bên nhau.